À, file nhập xuất tồn theo hình ảnh này thì Phương viết theo yêu cầu của anh Hoàng Đức và mình làm video này để hướng dẫn cho anh Hoàng Đức sử dụng cái file này cũng như để cho các bạn tham khảo luôn và trong file nhập xuất tồn này chúng ta sẽ có một cái cột đó là, là cột hình ảnh thì mỗi sản phẩm chúng ta sẽ có một hình ảnh à, nếu mà trong Excel á, thì khi mà chèn hình ảnh vào trực tiếp trong sheet á, thì cái file Excel của chúng ta rất là nặng à, khi mở hoặc là thao tác thì rất là chậm tuy nhiên trong Google sheet nó có một cái lợi thế đó là à, chèn hình ảnh vào bao nhiêu thì cái file của chúng ta cũng vẫn không nặng, vẫn chạy bình thường. À, file quản lý nhập xuất tôn này sẽ có năm chiếc Sheet thứ nhất đó là chúng ta sẽ khai báo tên hàng đơn vị tính, liên hình ảnh và những cái cột à, màu vàng và những cái màu đỏ này là những cái cột à, có chứa công thức, à, nó sẽ tự động tính tự động mình không có nhập gì ở đây hết. À, tiếp theo đó là khách hàng để chúng ta ghi nhận những cái, cái tên khách hàng mà mua tương tự với lại nhà cung cấp. Khi mà chúng ta mua của nhà cung cấp thì chúng ta cũng quản lý để nhập nhà cung cấp ở đây Rồi Xích uh, nhập kho và xích xuất kho uh, Sau đây thì uh, em sẽ hướng dẫn anh Hoàng Đức cách sử dụng từng file một uh, Rất là chi tiết và dễ hiểu Thì uh, tên hàng thì chúng ta sẽ, sẽ gọi trực tiếp ở đây thôi Đó, uh, Nhập trực tiếp ở đây, đơn vị tính công thế Và cái quan trọng nhất là liên hình ảnh, làm sao để lấy liên hình ảnh để nhập uh, Để nó hiển thị hình ảnh ở cột bên đây Sau đây em sẽ hướng dẫn anh cách sử dụng hình ảnh uh, để chèn vào trong cái bảng này Thì ở đây em có một số cái hình ảnh này để demo nha còn trong trường hợp của anh thì anh sẽ lấy những cái hình ảnh của anh à, anh up lên thì để mà chèn được hình ảnh vào Google Sheets như này thì chúng ta sẽ up lên một cái trang đó là Google Photo để có thể up trang này cũng được tuy nhiên thì Google Photo nó rất là dễ sử dụng thì em sẽ hướng dẫn anh luôn đầu tiên anh sẽ mở một cái một cái tab mới trên trên này và anh vào cái trang là google.com vào trang Google bình thường nha vào trang Google bình thường sau đó sẽ bấm vào cái dấu ba chấm bên góc phải ở đây và chọn là cái mục là Google Photo là ảnh này nếu mà tiếng Anh nó là Google Photo đó, đây mình chọn ảnh thì uh, mặc định đây trong cái tài khoản của em thì nó chưa có cái uh, hình ảnh nào thì bây giờ mình sẽ up lên hình ảnh lên cái cái trang này để sau đó chúng ta lấy link chúng ta chèn vào trong cái bảng nhật xuất tuần của chúng ta thì cách up như sau anh bấm vào nút tải lên ở đây đó sau đó mình chọn là máy tính sau đó mình sẽ truy cập vào cái đường dẫn mà chứa cái hình ảnh này sau đó mình chọn những cái hình ảnh mà chúng ta cần up lên, sau đó mình chọn là open, thì những hình ảnh này nó sẽ up lên cái Google Photo, thì ở đây mình có thể chọn là chế độ tiết kiệm dung lượng hay chất lượng góc đi cũng được, ở đây mình chọn là tiết kiệm dung lượng ha, rồi chọn tiếp tục, thì những hình ảnh này nó chèn, nó nó lưu trên Google Photo, sau đó chúng ta lấy link, chúng ta chèn vào, thì ở đây à, anh thấy là nó đã up lên ba hình rồi đúng không? Bây giờ để chèn những hình ảnh này vào à, thì mình sẽ làm như sau, ví dụ như ở đây mình muốn chèn cái hình bông hoa này vào trong cái cái sản phẩm thứ ba đi sản phẩm này ha thì mình sẽ làm như sau này mình cứ phải chuột vào mình mình kích trái chuột vào trong cái hình ảnh này trước để nó bự ra như thế này đúng không sau đó mình kích phải chuột mình chọn là mở hình ảnh trong thẻ mới đó Được chưa thì ở đây nó sẽ tạo một cái thẻ là có hình ảnh thì hình hình ảnh như thế này này sau đó mình kích vô cái cái đường dẫn này kích phải chuột chọn là sao chép đó có nghĩa là mình copy cái đường đường dẫn của cái hình ảnh này còn mình để chức ăn mình bấm Ctrl A để mình chọn hết cái đường liên ảnh này đường in liên ảnh của Google thì nó rất là dài mình cứ chọn thôi không sao hết á kích phải chuột vào đây chọn là copy có chọn là sao chép hay là copy sau đó mình qua cái ship nhập số tuần của mình này sau đó mình kích đúp vào đây mình kích đúp vào nha sau đó mình phải chuột mình chọn là dán thì ở đây nó có cái link nó rất là dài kìa đó mình bấm enter thì tự động bên cột bên này nó sẽ xuất hiện cái hình ảnh cho mình à, hai. bây giờ tiếp tục uh, thêm cái này nha, thêm uh, thêm một uh, sau khi mình chèn xong mình ta tắt cái thẻ này đi, thêm cái nữa bây giờ mình bấm nút quay lại đây để mình chèn thêm một cái nữa, ví dụ như ở đây mình mình chèn cái này cái hình này đi vào cái dòng số 4 này, thì mình cũng kích trái chuột để nó bự ra đúng không? Sau đó mình phải chuột mình chọn là mở hình ảnh trong thẻ mới, đó sau đó mình kích vào đây, mình kích vào cái thẻ mới này nè thấy không? Mình sau đó mình kích vào đây thì mặc định nó sẽ bôi đen hết cho mình cái thanh địa chỉ này còn không thì mình bấm mình bấm phím còn trên a để mình chọn hết cái dòng địa chỉ này sau đó mình kích phải chuột vào dòng địa chỉ chọn là sao chép rồi sau đó mình qua cái xiết nhập số tồn sau đó mình kích hai cái vô đó mình phải chuột mình chọn là dán như vậy thì mình đã dán cái đường liên hình ảnh vào đó và trong này rồi mình bấm enter thì tự động bên này nó sẽ xuất hiện hình ảnh cho chúng ta đó rất đơn giản đó thì cái tên hàng thì anh cứ nhập từ trên xuống dưới như bình thường và chỉ nhập những cái cột màu xanh này thôi còn những cột màu vàng nè màu vàng màu đỏ thì không có không có động gì hôm nay hết tại vì nó là công thức đó rồi giả sử ở đây em có bốn sản phẩm à, đã được truyền hình ảnh thì cứ có hình ảnh nào thì mình cứ cứ làm như vậy mình cứ up lên trên google mình thực hiện lại các bước như lúc nãy ha nếu có hình ảnh mới bấm tải lên sau đó mình mình mở thẻ mới rồi mình chèn vào đó, như hướng dẫn sau khi chèn xong á, thì mình xóa mình tắt những cái cái tab hình ảnh này đi tab đi còn nếu ví dụ như mình muốn truy cập lại google photo á, thì mình cũng vào như vậy vào google com nè sau đó mình kích vào cái cái nút này mình chọn là ảnh đúng không chọn ảnh ở đây đó thì cái ảnh này á nó sẽ lưu trữ mãi ở đây nếu mà sau này mình xóa những ảnh trong cái google photo này thì trong cái sheet của mình cũng sẽ bị mất theo nha cho nên nếu mà mình lưu đã lưu rồi á thì mình cứ lưu hoài trên cái, Google Photo của mình luôn chứ mình không 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 được xóa rồi ok rồi đó là cái cách nhập tên hàng đơn vị tính và lấy link hình ảnh còn những cột này là tự động rồi bây giờ tiếp theo cái cột cái ship khách hàng thì chúng ta cũng nhập những tên khách hàng của mình vào đây thôi đơn giản thôi thì khi mình nhập ở đây thì trong lúc mà mình xuất hàng thì nó sẽ hiện tên cho mình chọn tương tự với nhà cung cấp cũng vậy mình cũng nhập ở đây địa chỉ điện thoại ghi chú thì nếu muốn đó rồi bây giờ tiếp tục qua sheet nhập kho này mình bấm vào sheet nhập kho. Thì ở đây em nhập một cái số dữ liệu demo rồi khi mà em gửi file cho anh thì em sẽ xóa sạch hết những cái dữ liệu demo này không còn nữa. Nhưng mà em sẽ chỉ anh cách nhập của cái file này ngày tháng thì nếu mà ngày hiện tại thì mình bấm control dấu chấm phẩy để mình nhập ngày hiện tại. Còn nếu mà mình nhập ngày bình thường ví dụ ngày 9 tháng 5 thì mình nhập là 9 5 hai 2022 23 ví dụ như thế. Rồi nhà cung cấp mình mua của nhà cung cấp nào thì mình sẽ kích vào đây À, nếu mà nhiều cái nhà cung cấp thì có thể gõ từ khóa để tìm kiếm, ví dụ như là anh hùng ha, nhập chữ hùng vào, đã chọn. Tương tự với tên sản phẩm cũng thế, tên sản phẩm nó cũng nhiều mình cũng gõ từ khóa để mình chọn, ví dụ như băng keo đi. Mình gõ chữ keo, đúng không? Thì mình chọn đây. Rồi, nó hiện ra đơn vị tính cây, bây giờ mình sẽ nhập số lượng thôi. Ví dụ như là 200. Thì cái file của anh thì không có đơn giá cho nên là chỉ nhập số lượng thôi. Và ghi chú thì mình muốn ghi chú gì thì mình ghi chú ở đây. Rồi tương tự với xuất kho cũng vậy xuất kho thì mình cũng chọn ngày này rồi chọn tên khách hàng này mình có thể gõ từ khóa tìm kiếm ví dụ anh Tâm chị Tâm ha rồi sản phẩm thì mình kích vào đây mình chọn này đó. ví dụ như tập đi đó. rồi mình cũng nhập số lượng ở đây đó. thì sau khi mình nhập nhập xuất ở đây bây giờ muốn xem lại tồn kho thì mình chuyển qua cái list hàng sau đó mình bấm cập nhật tồn kho phải bấm nút cập nhật tồn kho nha thì cái dữ liệu nó mới được cập nhật mới nhất. Tại vì trong cái file này à, em không có dùng công thức để mục đích là khi chúng ta nhập liệu thì nó sẽ nhẹ bớt, nó không có tính toán liên tục. Đó, thì khi mình muốn cập nhật tồn kho, bấm vô nút cập cập nhật tồn kho này, thì nó sẽ hiện ra nhập xuất tồn và tồn cuối. Ok. Thì đó là cái cách hoạt động của cái file này. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh cách nhập tồn đầu vào và à, sau này ví dụ như hết một năm mình muốn sao lưu cái file này thì mình sẽ làm sao em sẽ chỉ anh sau đây nha rồi em đã xóa hết cái nhập kho này xóa hết cái xuất kho này đúng không bây giờ sang list hàng thì mình bấm cập nhật tồn kho là chắc chắn nó sẽ bằng không rồi đó bằng không rồi và cái cập nhật tồn cái tồn kho này nó phụ thuộc vào từ ngày đến ngày nữa nha ví dụ anh muốn xem tháng 5 thì ở đây anh nhà chỉ nhập tháng 5 thôi đó còn ví dụ sang tháng 6, mình nhập xong tháng 6, mình muốn coi tháng 6 thì ở đây sửa là ngày 1 tháng 6, tháng ngày 30 tháng 6. Thật, ví dụ mình còn muốn coi một quý á thì mình sẽ coi là mình nhập ví dụ như mà à, quý quý 1 thì mình sẽ chọn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3, ví dụ như thế. Đó. Và cái file mình mình sẽ nhập nguyên năm luôn, nhập kho và xuất kho mình sẽ nhập nguyên năm luôn. Thì hiện tại mình xóa hết dữ liệu và bây giờ mình sẽ nhập tồn kho đầu kỳ vào. Giả sử là bây giờ nhập tồn kho đầu kỳ ví dụ mình đang ở, là, ở ở ngày 8 tháng 5 đúng không? Bây giờ mình muốn tồn đầu tháng 5. Mỗi sản phẩm như thế này thì mình sẽ copy những sản phẩm tồn kho này copy này copy copy tên hàng này bấm sao chép này sau đó qua cái xích nhập kho nha tồn đầu mình sẽ đưa vào nhập kho sau đó mình sẽ kích phải chuột vào tên hàng này mình chọn là dán đặc biệt chọn là chỉ dán giá trị đó thì ở đây nó sẽ ra là đơn vị tính đúng không bây giờ mình sẽ nhập số lượng vào đây ví dụ như ở đây cái cái, cái sản phẩm đây tồn kho đầu tháng 5 nó là 10 cái này là 20 à, cái này là 30 cái này là 40 ví dụ như thế và tồn kho đầu tháng 5 thì cái chỗ ngày nhập này mình sẽ ghi là tháng 4, cuối tháng 4 mình nhập là 30 tháng 4 sẽ 2023. Thì sang sang năm sau cũng thế, sang năm sau ngày 1 tháng 1 năm 2024 á, thì mình cái ngày nhập này mình sẽ đặt là 31 tháng 12 năm 2023. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nhập ngày 30 tháng 4 nha. Thì nó sẽ thanh tồn đầu tháng 5. tháng 4. Rồi, sau khi mình nhập như thế này xong á, nhà cung cấp có thể bỏ trống nha. Thì sau đó mình qua cái list hàng này, mình sẽ mình sẽ chọn ngay xem là ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 5 mình bấm cập nhật tồn kho thì à, sản phẩm của chúng ta nó sẽ hiển thị tồn đầu ở cái cột tồn đầu là 10 20 30 40 đó nhập xuất thì chưa có do mình chưa nhập xuất gì hết mình chỉ có nhập vào số tồn đầu thôi và và tồn tồn cuối nó cũng là số này đó và tồn hiện tại là cái 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 tồn đến đến ngày hôm nay á, tồn cuối cùng á, còn cái tồn bốn cái cột này là tồn phụ thuộc vào cái ngày tháng mình nhập là từ ngày đến ngày ở trên đây. Như vậy chốt lại là gì? Khi chúng ta à, sao chép ra một hai mới mà chúng ta muốn lấy tồn đầu thì chúng ta sẽ lấy cái à, copy tên hàng qua, chúng ta copy cột tồn cuối qua xích nhập kho, nhớ xích nhập kho và chọn ngày nhập là ở à, cuối tháng trước hoặc là cuối năm trước thì nó sẽ tự động là nó trở thành tồn đầu tháng này hay là tồn đầu năm nay, rất đơn giản như vậy. Còn trong sheet nhập kho hay là sheet xuất kho thì chúng ta sẽ nhập liên tục nhiều tháng. Ngày nhập, ngày tháng, nhà cung cấp, tên hàng, đơn vị tính, số lượng, ghi chú à, và xuất kho vậy hai sheet trong nhập giống nhau thì lúc mà, lúc nãy em đã có hướng dẫn rồi. Rồi sau khi sử dụng xong mà chúng ta tắt file á, Ví dụ như ở đây mình mở tập mới mình vào Google đi. Rồi sau khi file này mình sử dụng xong mình tắt đi ha, mình bấm tắt này, Rồi mình tắt cái file này luôn thì nếu mà mình muốn mở lại cái file đó thì mình sẽ làm sao mình sẽ vào là Google trang tính mình gõ lên Google trang tính đó và nhớ đăng nhập với cái mail của mình đã đăng ký cái file nhập xuất tôm này nha nhớ cái mail ví dụ như ở đây mình có cái mail này ha vào rồi ở đây mình ghi là Google trang tính đăng nhập rồi mình sẽ bấm vào cái hiện tại nó nó ra một cái bảng mới cho mình thì kệ nó mình bấm vô cái nút bên trái ở đây để nó về cái trang chủ thì ở đây À, nó sẽ hiện thị những cái file mà chúng ta đã làm việc ví dụ như ở đây mình à, có một cái file cái gốc là nhập xuất tuần hoàng đức này rồi cái file mình vừa sao chép ra là nhập xuất tuần 2023 này đó thì những cái file này nó sẽ được lưu lưu vào google drive nếu mà trong này chúng ta không thấy thì chúng ta sẽ vào google drive bằng cách là chúng ta kích vào cái, cái thẻ mới đi mình sẽ vào google này rồi mình sẽ vào cái cái cái, cái dấu này mình chọn là driver đúng không rồi thì sau đây trong đây nó sẽ hiện thì tất cả những cái trang tính mà mình đã sao chép hoặc là mình đã làm việc thì nó nằm trong đây thì chúng ta muốn uh, mở thì chúng ta kích đúp vào đây thôi chúng ta mở ví dụ như muốn mở nhập xuất tuần hai đúng không để coi lại đúng không thì kích đúp vào để mở ra thôi và sau đó chúng ta làm việc thì nó sẽ lưu lại trong cái Google Drive này của của mình rất đơn giản như vậy và cái file này nó được lưu lưu trên Google Drive cho nên là uh, khi mà uh, mình sang một cái máy mới mình đăng nhập vào tài khoản email của mình thì mình đều có thể truy cập được vào trang google sheet này mà không giới hạn số lượng máy mình ở đâu máy nào mình xài cũng được hết và khi mà máy của chúng ta hỏng thì chúng ta cũng không sợ mất cái file này file này nội dung của file này cách sử dụng nó là như vậy thôi còn nếu anh có thắc mắc gì anh hãy nhắn tin riêng zalo cho em nha rồi xin chào anh và hẹn gặp lại và xin chào các bạn luôn